tại vì anh dặn mà lúc đầu thì mình ra anh dặn sao em làm như vậy à. Rồi xong rồi cái qua tới tháng thứ hai thứ ba cái nó bớt giảm nhìn mà nó con người khỏe lại nằm rồi ngủ ngon rồi thấy nó nhẹ nhàng liền nhẹ đúng không, cái cơ thể mình nó nhẹ cái giò này nó không có còn bức rứt nữa. Dạ. Cái giò này lúc trước mà chưa có uống thuốc của anh á là nó kiểu như có ai mà đeo cục gì đeo như đeo kiểu nó nặng nề lắm, nó nặng nề lắm mà nó giống như có cảm giác nó tê gần à. Giống như máu nó không máu nó không có lưu thông á, không thông à. Được rồi uống từ từ nó giảm, người nó khỏe lại, đi thấy nó đều đặn hơn lại, thấy người nó nhẹ là khác liền. Dạ đúng rồi, đi nó thoải mái cho người thấy dạ. Rồi thấy là mình biết thuốc có chịu đó. Giống như cảm nghĩ của mình á, dạ. Từ uống khẽ vô thêm cái về tự tin thì nói chị đó uống thì em cũng kể y tình trạng em y để cho nó nghe vậy đó. Dạ. Rồi bà nói đâu mày đi hốt thử, mới đầu là em kêu bà đi rồi em chỉ. Dạ. Đó, rồi thấy vậy bà nói không có điều kiện rồi này kia, em nói thôi vậy để em đi giùm cho. Dạ. Chứ em mà em không có đi hốt giùm, tại vì mà nhầm khi nó dính tới tiền bạc nó mít rồng quá. Dạ, dạ. Người thiệt tình người ta ấy không sao. Dạ. Còn giờ anh nói giờ chị đi đi rồi em chỉ tới đoạn nào giống như em chỉ giống như bà cô em vậy đó. Dạ. Rồi không biết thì hỏi người ta rồi mình có số điện thoại đó em có cho số điện thoại nữa. Dạ. Rồi điện cho anh chỉ vô à, nói vậy à, anh cũng dễ chịu lắm chứ không phải ông như người ta đâu. Tại vì em có nói chuyện anh rồi em biết á thì dạ. Em kể chuyện cái chuyện nó vậy đó rồi nói chị không có điều kiện như không xe dạ. Cộ bà không có chạy xe nữa. Dạ. Thấy thì cũng còn nghiệp thôi. Mình giống như làm phước người ta đi. Dạ, mình đi này thôi, mình làm phước. Dạ, thì nói bả về bả lên YouTube bả mở lên bả xem đi, bả thấy hai anh em mình. Thì em cứ nghĩ trong buồn trong bụng vậy nó tại mình làm phước người ta đi mình hết. Dạ. Mình muốn có duyên mới gặp ổng, ổng mới ấy thuốc cho mình hết. Dạ. Chứ không có duyên thì biết đâu kiếm. Dạ, bây giờ mình hết bệnh rồi thôi mình cũng ráng. Rồi, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Dạ là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể ông bà cô bác luôn. Đây ông bà cô bác ơi, đây cũng có một người em đây. Một người em mà bữa nay liên hệ với Khánh cũng mấy ngày hôm nay rồi, bữa nay lên trò chuyện mới biết là em đây là cũng lên đây cả một năm mấy rồi ông bà cô bác. Bây giờ là hết bệnh rồi, xong rồi cũng chỉ hướng dẫn cho những người ở sớm đó. Thì xong rồi bây giờ hôm nay là lên để lấy thuốc giùm nè. Coi như là một nhân vật điển hình đã sử dụng qua rồi, khỏe hết bệnh rồi. Giờ lên trên đây. Bây giờ thì thật sự thì Khánh không có nhớ nổi mà cô bác ơi. Tại vì cũng lâu rồi, ngoài một năm rồi. Thì bây giờ Khánh cũng muốn chia sẻ lại về cập nhật tình hình để gửi đến những quý khán giả Nguyễn Mạnh Thường Quân, những bà con mà thân thương trên kênh của Khánh Nguyễn để mình hiểu rõ hơn thôi. Rồi một lần nữa thì Khánh cũng chân thành cảm ơn bà cô bác rất là nhiều luôn. Lúc nào cũng thương yêu Khánh, đồng hành, xem, ủng hộ giúp cho Khánh. Rồi Khánh cũng chúc bà con của mình lúc nào cũng mạnh khỏe hết. Rồi đón xem những diễn biến tiếp theo luôn. Bây giờ Khánh sẽ chuyển máy quay lại trò chuyện cùng với em trai ở đây luôn đây. Rồi mời bà cô bác xem những diễn biến tiếp theo luôn. Em luôn, đây một người em rất là, coi như là rất là dễ thương luôn. Rồi em có thể giới thiệu lại em tên gì, rồi ở đâu, rồi hôm trước em sử dụng thuốc bên Khánh Nguyễn đó, rồi thấy như thế em nào á? Tên Lập, em ở Tân Hương, làm ở trong khu nghiệp Tân Hương luôn, của Tiền Giang mình. Dạ. Lúc trước em cũng bị đau ngang thắt lưng nè, rồi với tê cái chân, rồi em có bà chỉ cho em biết rồi anh Khánh đây em lên em hốt thuốc uống. Dạ. Một thang thì cũng nay hết rồi, nó hết cũng giống như là 99% mà cũng còn đau ghim đó mà hết rồi. Xong rồi có bà chị bà hỏi rồi sau nay em đi lên em hốt giùm cho bà uống cho bà hết. mà em là đó là bị chẩn đoán là bị bệnh gì? Bị thoát vị thì em đau thắt lưng nè. Dạ. Nó tê xuống mông rồi xuống chân. Dạ. Rồi uống thuốc này thuốc kia cũng không hết, rồi xong mà vô công ty làm có bà chỉ. Dạ. Bà chỉ trên Bến Lức nè, có ông anh hốt thuốc giùm cho người ta mà chị bệnh xương khớp nè, rồi em đi đại lên đây hốt. Phước chủ mai thầy vậy đó, kiểu như hên xui mình sao hên hết. Dạ sao hên nữa chứ. Vậy là dạ. Cũng cả năm mấy rồi hả? Cả năm rồi, em uống đúng có một thang một
mà một thang uống chưa hết, nó còn gần cái chai nước suối nữa. Vậy là còn để dành ở nhà nữa hả? Tại vì em uống hết rồi nó nóng quá rồi em nghỉ. Uống lần có nửa chung mà. Xong rồi để dành lại hả? Tại vì anh dặn là ngâm 4 tháng là phải bỏ. Đúng rồi, chắc ra. Chắc ra rồi chị cái nước thì mình để uống từ từ. Dạ. Rồi xong em làm y vậy anh chị đó, mà nay hết rồi. Dạ. Giống như là thuốc cũng vẫn còn nhưng mà không có vậy uống gì trì thôi phải không? Dạ. Rồi nay vậy. Có bà chị bà bị cũng giống y như em nè. Dạ. Rồi nay em lên em hốt giùm cho bà, đặng cho bà uống coi có giống em hết luôn không. Trời, này chuyện đặc trị bệnh này mà không. Dạ. Sao đâu, cứ về nói chỉ tự tin uống thôi. Dạ. Cái này mình đi kiếm nó mà. Ừ. À. Nãy nói vậy. Mai em làm nghề gì? Em làm công nhân ở trong công ty mai á. Dạ, là làm mai luôn hay là đứng cắt? Em làm vòng ngoài, em làm cho công ty ở ngoài chứ không có làm công nhân mai. À. Em làm trong công ty mai. À, làm trong công ty mai mà đi làm vòng vòng ngoài phải không? Dạ. Vậy là cũng mừng rồi. Dạ, hết mà, bệnh mà vậy hết được mừng lắm anh ơi. Dạ. Lúc trước là đứng cũng không được mà nằm cũng không xong nữa. Dạ. Đau kỳ lắm, châm chích khó chịu. Dạ. Mà uống khoảng chừng nửa tháng đầu là chừng 15 ngày 10 ngày là thấy nó giảm hẳn luôn. Dạ. Là biết cái thuốc nó chịu rồi, cái đầu mình duy trì mình uống hoài. À, bây giờ mình cũng ráng hồi nào không hay luôn. À. Mà em bao nhiêu tuổi rồi? Em nay 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ. Vậy chắc cũng mà lúc đó mình bị lâu chưa? Bị bệnh này á? Em lúc mà em bị đau á là khoảng 2 năm về trước. À. Nó đau ghim rồi đi chụp hình rồi uống thuốc tây. Vậy là coi như 32-33 tuổi là mình bị à? Dạ. À. Rồi, uống hoài, uống thì nó cũng bớt rồi đó, rồi sao hết thuốc nó bị lại mà nó không hết hẳn. À. Mà tại sao? Vì thuốc giảm đau không. Dạ. Mà. Rồi xong rồi vô trong công ty bà chị bà cũng hốt bà uống ở nhà đó. Dạ. Rồi xong bà hết rồi. À. Ai rồi bà chỉ cho em rồi em lên đây. Vậy là cũng có người trong công ty chỉ cho. Đúng em rồi. Rồi em lên đây bây giờ coi như một năm sau rồi bây giờ chỉ lên cho một bà chị khác nữa. Trời. Dạ. Em được mấy cháu rồi? Em có một đứa con rồi, một cháu. Dạ. Rồi vậy cũng mừng rồi, chúc mừng em nha, một lần nữa là chúc mừng em là đã khỏi bệnh thì. Dạ. Nói chung là khỏe mạnh vậy là mừng rồi. Có sức. Dạ. Khỏe là mình làm được tất cả. Nay ngon lành rồi, nào im mà. Không có đau ghim như lúc trước đau mà nằm cũng đau mà đứng cũng đau mà nó không có đau dữ nhưng mà châm chích trong người, trong cái người nó tê cái mông ngồi chỉ có một bên mà. À. Nó bị nó tê xuống tới cái đùi luôn. Không vậy là nó kéo xuống chân luôn rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Nó đau ngay chân chỗ lưng quần mình dữ lắm. Mà mình có làm nặng gì không? Không, em không có làm nặng. Có hồi nhỏ thì làm nặng chứ hồi từ đi làm công nhân tới giờ không có làm nặng. À. Vậy chắc cũng đi nhiều ha, bây giờ. Dạ. Đi nhiều hả? Dạ đi nhiều. À thôi vậy hộp thuốc vậy là mừng rồi. Dạ, mừng lắm chứ. Nhưng mà ráng duy trì nha, để nó, tại vì cái xương của mình nó đã giống như nó bị có cái tỳ rồi, mình uống mình duy trì để nó hồi. Dạ. Phục lại. Uống. Ngồi uống nước đi. Dạ. Uống hết được mừng thấy mồ luôn á. Rẻ mà hiệu quả. À. Mà về cũng không có xe ghê vậy. Tại này thuốc này là chuyên đặc trị cái bệnh này luôn mà. Dạ. Nên mình cứ an tâm mình uống không sao hết. Dạ. Ngồi đi anh. À, để anh vô lấy chai nước uống cũng mới đi về mà. Vậy rót ra chắc lâu rồi chắc uống kẹo luôn rồi hả? Dạ kẹo anh. 4 tháng em mới khui ra mà. Trời ơi. Đó lấy để ngâm cho, giúp cho bà con á. Cảm ơn chú ha, chú bảo vệ lấy vô. Dạ. Chú cứ để đó con đem vô. Cảm ơn chú. Hôm nay còn nhức mỏi gì không chú? Không nhức hai đầu gối. Dạ. Hốt một thang uống đi rồi nó im ru rồi. Không có gửi, lúc trước là đi không được luôn. Không đi không được luôn hả? Dạ. Này cũng xong rồi cũng gửi cho anh trai uống. Dạ. Dạ, cảm ơn chú.
anh rồi. Có thuốc ngâm sẵn không, cho em xin chai cho bà uống anh. Để chứ cái gì chút xíu gửi cho, lấy cho một khúc cho. Cho một khúc thì chia ra cũng bà con góp tiền vô, mình có thì mình cứ chia thôi, đâu có sao đâu. Chia cho bà uống, cho bà bớt đau. Thì bà làm công ty mai mà bà ngồi không. Mà làm mai luôn hả? Ừ. Đúng rồi, mai thường thường bị nhanh hơn á, tại vì ngồi một chỗ á. Cái bà chị mà hồi lúc mà bà, cái bà mà đầu tiên bà chỉ em đó, là bà kể cái bệnh, tình trạng bệnh của bà là bà đi cà thoát luôn á, bà đi và bà chống tó luôn á. Chắc anh biết bà đó, bà đi lên đây hai ba lần bà cũng hốt cho mấy người kia nữa, dòng họ của bà. Thật sự chắc không, mình lên nhìn mặt mới nhớ. Dạ đúng rồi, chứ bà cũng ở dưới, bà mới mốt bà nào mà có lên hỏi khu nghiệp Tân Hương là bà đó. Dạ. Vậy như là lúc trước là đi bằng tó mà đi. Bà đi cái chân bà muốn. Bà lớn tuổi chưa ta, hình như là cũng chạng. Ba mấy tuổi, 40 à. Tầm đó đó, ba mấy 40. Là lên đây cũng mấy lần rồi. Bà tên chị Phương. Bà tên Phương. Phương hả? Tên chị Phương. Em kêu bằng chị Phương, chị Phương. Dạ. Rồi bà chị đó mà em đi đại, tại mình đau quá mình đi kiếm mà hơi phước chủ mà thầy kia nó hết sao. Dạ. Hên nó họp thuốc chứ không vậy. Hên nó chứ. Ráng đi. Mình nói vậy mình nói kiểu vui. Dạ. Ờ cài vậy cũng có duyên. Đúng có rồi. Duyên rồi mới biết chứ đâu. Dạ, chứ khơi khơi những người ta đau người ta đâu biết đâu, người ta đâu có kiếm được. Dạ. Nói vậy chứ cái gì cũng có cái duyên mình mới gặp. Dạ. Chứ giờ mà không có duyên rồi kiếm chẳng ai. Có duyên giờ mình gặp là một chuyện, giờ mình tin tưởng nữa. Chứ bây giờ mình nói mình gặp xong mà mình không tin thì cũng đâu có mà đưa tới được. Em có chỉ cho bà cô ruột ở trên Bình Dương hả? Ở Bình Dương bà xuống đây hốt mấy lần nè. Em chỉ, em điện thoại chị á, bà cũng xuống đây hốt mấy lần nè. Bà chạy chiếc xe quay màu đen đen á, bà cũng hồi đâu 2-3 tuần trước rồi bà cũng có chạy ở đây nè. Hình như cái chị gái ở trọ mình chả ảnh phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chị đó. Cái chị đó cũng đó, dễ thương lắm. Cái đó là bà con mà em là gia cháu. Em hình như là lần sau là chỉ đi bốc giùm cho người đúng nào rồi, đó đúng rồi, rồi. Bởi vì mình vô chạy nhớ nhớ là tại vì chị có ấn chị có ấn tượng lắm chị. Dạ. Đi mà chị mua đồ, chị nói đi mua đồ để dạ. Dành ăn gì đó. Dạ, cái bà đó là bà gia cô tình. Đó rồi bà cũng bị đó rồi đúng rồi, lúc đầu đi cũng khó khăn rồi cũng ở trọ chảnh ở trọ mình để nuôi con vậy đó phải không. Rồi xong rồi em bà điện em. Bà điện em, bà nói vậy đó, giờ bà đi hút thử một thang đi uống rồi mà nó chịu thì hút nữa. Nhưng mà sao bà bố cũng thang cũng êm đó, rồi bà giới thiệu cho mấy người nào. Đúng rồi. Rồi mấy người hình như trong công ty hay sớm vậy đó, ở sớm trọ vậy đó. Dạ đúng rồi. Xong rồi xuống đây hình như là hút cũng lấy mấy phần nữa. Tại bà có rủ em lên đây chơi mà nói xa dưới chạy lên đây rồi em đâu có hút thuốc đâu. Tại vì lúc mà chạy vô đây là em điện em chỉ đường. Dạ. Chỉ đường tới đây này nè. Vậy là chỉ vậy đường. Là em chỉ vô hả? Đúng rồi, tại em nhớ đường mà em dặn là tới chỗ cái cầu gì cầu Bến Lức ngoài đó. Chưa tới cầu dưới cầu Bến Lức là có đèn xanh đỏ quẹo vô quẹo ôm vòng quay ngược lại. Còn mấy hỏi người ta khu dân cư Trần Anh á. Chạy vô trong đó đó rồi hỏi người ta nhà anh Khánh đâu rồi. Dạ. Chị vậy mà bảo mò cũng tới. Đúng rồi. nhớ có ấn tượng chị, tại chị cũng hiền lắm. Chị hiền mà đi làm nuôi con. Dạ đúng rồi. Bả là giai giai lớn, giai cô. Em là giai cháu. Rồi em lấy chị bả kêu bả hơi hốt á, nhưng mà thuốc của anh đưa vô cái họ im. Gì vậy? Chắc nước nhiễu hả chị? Nước nhiễu, có khi nào chảy đây không? Không sao. Giờ về kỳ này làm cũng giống như hổm nha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà kỳ này rượu nó cao độ hơn, uống nó nhanh mai, hơn. Mai bắt đầu em ở nhà em bào giùm luôn hả? Bào giùm rồi em ngâm rồi xong rồi xong xuôi rồi kêu bả qua bả lấy. Mình đã làm rồi thôi ráng. Mình làm giùm cho bả. Làm y giống như của mình vậy đó. Rồi xong kêu bả qua lấy. Về làm cái phần nghệ này nữa thôi. Dạ, cái này anh làm rồi. Cái này là xong hết rồi. Rồi rửa lại sơn lần nữa rồi xong cái thái ra. Đúng thái rồi. Phơi tới một phơi tới chiều là sao là được rồi. Sao cho nó giòn lại cái hạ thổ cái. Rồi bỏ đường phèn, nhớ bỏ đường phèn nha. Mua thêm nửa ký đường phèn nữa. Thôi nước 250 ra mà.
em nhớ là gọi anh dặn hai nửa nửa ký mà ta. Hai em rưỡi. Hai em rưỡi hai nửa ký. Hai em rưỡi thôi à. Ủa vậy hả? Hai em rưỡi thôi. Hai em nhớ mà hai nửa ký được kẹt á. Không có, hai em rưỡi. Vậy mua 250. Dạ, từ 200 tới 250. Dạ. Dạ. À, tối đa 250 thôi. Cho em gửi tiền luôn anh Khánh ơi. À. Tiền. Với cho em phụ thêm tiền thuốc anh cho xin thêm khúc. Dạ. Dạ. Phụ uống trước cho. Phụ thêm tiền thêm vô. Phụ góp vô đặng muốn anh có ngâm cái thang mới đặng chia lại cho bà con. À, rồi cảm ơn em nha. Dạ. Để có gì thì cái phần bà con góp vô thì anh để riêng để ngâm thôi à. Mình giống như mình mà hùng vô đây rồi góp chia lại cho mấy người sau. Đúng rồi. Để anh nói chỉ vợ ngâm hai thang không à, hai phần. Dạ. 9 lít á. Dạ. Anh ngâm đúng 9 lít không à. Tại vì cái keo này em cũng dưới cũng ngâm keo này là nó chỉ nửa keo à. Đúng rồi. Dạ, này ông mà đặc biệt cái là mình ngâm mình phải rót vô một lần xong rồi mấy ngày sau mình châm vô tiếp. Là châm chứ, thêm vô hả? Đúng rồi, nó mới đúng liều lượng của nó. Chứ châm nhiều quá thì nó dư rượu. Với lúc đó nó chưa rút. Chưa nó chưa rút vô cây này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Cây thuốc này nè, nó rút vô cái nước nó giật xuống. Đúng rồi. Hồi lúc trước em muốn chế vô nó ngập cái qua rồi người ta thấy rượu rút tiêu rồi. Nó rút xuống mà nó rút vô mấy cái dược liệu thuốc này nè. Mấy cái này nó nở ra. Cho nó mới ra thuốc. Cái hồi mà chừng tháng đầu ở ngày góp ra hơn nửa chai này để dành uống. À. Mà nó không có thấm, không có phê vậy. Tới chừng mà mấy cái tháng gần của cái tháng thứ tư á. À, nó cuối ra nhưng mà lúc mà uống có đảo lên không? Dạ. Chắc qua không có đảo quá hả? Không, không, lúc đó không, nó chưa có dặn, đó không quên dặn. Anh không có chỉ, anh chỉ cách sao rồi với lên YouTube của anh đó rồi coi cách ngâm nữa à. Nên là em uống cái phút cuối nó lại đậm đà hơn. Dạ đúng rồi. Quên dặn, anh quên dặn là lúc mà mình uống á, mình đảo. Đảo lên xong rồi mình rót ra. Rót ra xong rồi lúc mình uống mình rót cái chai này nè, đúng lúc rồi. Mà mình uống mình đảo lại đều cái giờ mình rót. Dạ. Đừng cho mấy cái dược liệu thuốc nó hòa quyện với nhau hết á. Dạ. Thì em cũng rót cái chai uống lần lần. Dạ. Không có múc ở trong bình bự, rót cái chai. Đúng rồi, mình rót cái chai. Một tuần vậy đó rồi cái hết cái rót nữa. Mai tới cái tháng thứ tư đó là mới chắc ra luôn. Đúng rồi. Chắc ra rồi chắc ra hết. Cũng còn gần cả lít rượu á. À. Dạ, mà uống này cũng còn uống lần nữa, nửa ly. Tiết kiệm ha. Không, hết bệnh rồi. Nó hết hẳn luôn á chị, nó hết giảm mà mình biết luôn á. Rồi giờ với phần thuốc này nói chung mình nó cũng nóng. Tại vì nóng nó mới lưu thông máu được. Rồi em cũng nó hết rồi cái em hạn chế uống lại em giảm uống lại. Dành quá. Chứ hồi mà mấy cái tháng đầu tiên nó uống khỉa luôn á, sáng chưa chiều luôn á, đem đi vô công ty uống luôn. Sáng ăn sáng xong rồi quất hơn nửa ly chút. Rồi cái trưa ăn trưa trong công ty đó xong quất nửa ly, chiều ra quất nửa ly là đem theo cũng gần cái chai xuống này nè. Bỏ trọng á, uống. Mấy vậy nó mới mau hết được chứ. Đúng rồi. Tại vì anh dặn mà lúc đầu thì mình là anh dặn sao em làm như vậy à. Yeah. Rồi xong rồi cái qua thứ tháng thứ hai thứ ba cái nó bớt giảm nhìn mà thấy con người nó khỏe lại. Nằm rồi ngủ ngon rồi. Thấy nó nhẹ nhàng liền đúng không? Cái cơ thể mình nó nhẹ liền. Cái giò này nó không có còn bức rứt nữa. Dạ. Cái giò này lúc trước mà chưa có uống thuốc của anh á là nó kiểu như nó có ai mà đeo cục gì đéo như đeo. Kiểu nó nặng nề lắm. Nó nặng nề lắm mà nó giống như có cảm giác nó tê gần. Dạ. Giống như máu nó không. Máu nó không có lưu thông á. Không thông được. Rồi uống rồi từ từ nó giảm, người nó khỏe lại, đi thấy nó đều đặn hơn lại. Thấy người nó nhẹ là khác liền. Dạ đúng rồi, đi nó thoải mái cho người thấy. Dạ. Rồi thấy là mình biết thuốc có chịu đó. Giống như cảm nghĩ của mình á. Dạ. Đầu uống khỉa vô thêm cái. Cái về tự tin thì nói chị đó uống thì em cũng kể y tình trạng em y vậy cho nó nghe vậy đó. Dạ. Rồi bà nói đâu mày đi hốt thử, mới đầu là em kêu bà đi rồi em chỉ. Dạ. Rồi thấy vậy bà nói không có điều kiện rồi này kia, em nói thôi vậy để em đi giùm cho. Dạ. Chứ em mà em không có đi hút giùm, tại vì mà nhầm khi nó dính tới tiền bạc nó mít lòng quá. Dạ, dạ. Người thiệt tình người ta ấy không sao. Còn giờ anh không nói giờ chị đi đi rồi em chỉ tới đoạn nào giống như em chỉ giống như bà cô em vậy đó. Dạ. Rồi không biết thì hỏi người ta rồi mình có số điện thoại đó, em có cho số điện thoại nữa. Dạ. Rồi điện cho anh chỉ vô à, nói vậy à, anh cũng dễ chịu lắm chứ không phải ông như người ta đâu. Tại vì em có nói chuyện anh rồi em biết á thì dạ. Em kể chuyện cái chuyện nó vậy đó rồi nói
chị thì không có điều kiện, như không xe cộ, bà không có chạy xe nữa. Dạ. Thấy thì cũng còn nghiệp thôi. Mình giống như làm phước người ta đi. Dạ, mình đi này thôi, mình làm phước. Dạ, thì nên... Nói bả về, bả lên YouTube, bả mở lên, bả xem đi, bả thấy hai anh em mình. Ờ, thì em cứ nghĩ trong buồn, trong bụng vậy đó, tại mình làm phước người ta đi, mình hết. Dạ. Mình muốn có duyên mới gặp ổng, ổng mới ái thuốc thì mình hết. Dạ. Không có duyên thì biết đâu kiếm. Dạ, bây giờ mình hết bệnh rồi thôi, mình cũng mừng ráng mình giúp. Thấy gì mừng. Chứ bây giờ em vậy là cũng biết sớm á, chứ nhiều trường hợp là đi trị tùm lum hết. Trời, hết tiền hết bạn em không? Cũng đi chị tùm lum, em đi Sài Gòn đâu chụp hình đâu chị hai năm à. Rồi có chăm cứu nè, rồi tùm lum hết trơn, rồi dạ. Người ta mấy cái bác sĩ mà đông y đó, người ta kéo xương sống rồi ra, nó nói là xương sống em bị chinh bên rồi bị lạt á, bị lạt á, rồi kéo tá đã mà nó giảm, nhưng mà tới gần 2-3 ngày sau mình ngưng thuốc, mình không uống nữa là nó cũng trả lại vậy chứ. Dạ, cũng nó dạ, đúng có rồi. Cái cảm giác này, như thuốc rượu này thôi, nó hết thì nó hết luôn. Đúng rồi, tại cái này nó uống là nó ngấm trong xương trong tỉ mình mà. Rồi, chị thì trong ra trước em đau quá là một tuần em đi chăm cứu 3 lần đó. À, chăm cứu sao nghe nè, chạy cái kia bằng chạy điện đó, có 100 kia vô rồi kẹp máy giật bằng giật á. Đó giống như làm cho cơn đau của mình nó tan ra, đừng cho nó lan ra nhiều thôi, chứ nó đâu có trị gì hết cho mình đâu. Thì đó thì ai chỉ gì đi đó. Rồi tới bà chị kia, bà chỉ đó rồi muốn đi mấy đi đây, từ lúc có đau rồi ai chỉ gì mình bệnh mà ai chỉ gì đi kiếm đó. Dạ. Rồi chưa có, lúc đó chưa có lên đây nha. Còn ở dưới là ai chỉ gì là đi đâu đó. Dạ. Cũng có hốt thuốc rượu uống nữa nhưng mà thuốc nó không chịu. À, cũng có đi uống thuốc rượu ngâm tùm lum á hả? Ờ, cũng có, nó không có. Mình đang cũng chỉ tá lả cho mình uống cũng. Dạ. Chứ đâu phải là mới uống của anh lần đầu đâu, uống mấy chỗ khác nữa. À. Dạ, thì hốt uống rồi mà nó không chịu. Dạ. Có ông kia ông cũng hốt một cái anh như vậy nè. Mà người ta ngâm chẳng, ta không có giống như anh vậy tự ngâm. Thì là cây hốt, cái đó cây bằng kêu bằng cây gì? Có cho biết công thức không? Có, cây, cây nổ gai. Gì? Cây nổ gai cũng thuốc giống như vậy nè, mà cũng cây thuốc nam nhưng mà ngâm bằng rượu, mà ông người nói vô can. À. Cũng có nghệ sa cừ này nè. À. Mà không có mấy này. À. Với có quả cỏ bằng trầu. Gì mà thôi. Uống cũng không hết. Mà cũng nóng lắm nghe, uống nóng luôn á. Uống nó cũng nóng giống như thuốc này vậy nè, mà nó cũng không hết. Nó nghe vậy. Không đúng, nó đâu có đúng mấy cái gì thuốc mà đặc trị đâu. Thì ai chỉ làm sao thì mình đi hốt. Dạ. Mà người ta vô sẵn, vô can 5 lít này nè. Vô can. Rồi uống cũng 2 tháng à. Dạ. Bây giờ cũng dặn uống sáng trưa chiều vậy đó. Dạ. Rồi em thấy không hết nữa, em ngừng, không uống nữa. Dạ. Thành ra không mấy thì ngưng đi chứ đừng có uống tầm bậy, uống rượu nhiều là nó ảnh hưởng qua bên gan với thận mình đó. Dạ đúng rồi, mình cảm thấy nó không chịu thì thôi ngưng đi chứ ép chi. Dạ. Chừng nào mình uống mà cảm thấy con người nó khỏe, nó hợp, nó chịu là biết liền à. Dạ. Vậy là cũng có uống tầm lum rồi. Ờ, em bị 2 năm mấy mà trước khi hết bệnh là 2 năm mấy trước á. Dạ. Đi tầm lum á. Mới đầu thì đi thuốc tây. Dạ. Là đi chụp hình. Thuốc tây mình uống chỉ có kháng viêm để giảm đau thôi. Thuốc tây với chụp hình rồi đi chăm cứu. Cái chăm cứu thì lâu rồi, chăm cứu là chăm cứu gần cả năm á. Dạ. Chăm một tháng này, chăm gần nửa tháng này. Rồi chăm tại ở gần đó có cái ông bác sĩ đông y, ông làm ở dưới đa khoa bệnh viện Tiền Giang á, mà ông mở phòng đó đó. Dạ. Nhà không gần đó, nên gần cứ qua chăm nữa. Cứ đau rồi qua chạy qua chăm rồi với uống thuốc. Dạ. Mỗi lần chăm với cao không? Chi phí cao không? Mỗi lần chăm tiền nhiều không á? Rồi đó, đó là như là mỗi lần chăm với 2 ngày thuốc uống là 103, 104 gì đó. Dạ. Nhớ là mãi. Thì là cứ qua liên tục vậy á. Cứ lần qua 100 mấy vậy. Nhưng mà bớt nghe, mà nó không có hết. Đúng rồi. Mà nó bớt, bởi vì mình thấy vậy mới đi hoài đó. Thì giống như là mà nó nãy, không hết tiệt. Đúng rồi, nãy mới nói là nó chăm vô để cho nó lan. Dạ. Cơn đau mình ra thôi. Dạ. Chứ nó đâu có hết. Chứ phải nó không bớt thì em đâu đi nữa. Thì mình thấy nó bớt thì mình cứ mình duy trì hoài, mà cuối cùng nó không hết tiệt luôn. Đúng rồi. Giống như là cái chỗ đau nó đang bị đau ngay cái khớp này đi. Dạ, chăm vô ngay chỗ đó đừng có lan ra nhiều, mình thấy nó giảm chứ thực chất là nó không có giảm. Dạ. Rồi xong cái cũng rồi xong có tới chuyển qua hên gặp bà kia, bà chị chụp Phương đó.
Dạ. Chị đi chị giống to không đó. Dạ. Mà đúng mày giống to thiệt. Giống to luôn á. Ờ, bây giờ mới giống to thiệt luôn á. Chắc chị nhờ chị lên chắc nhớ. Ờ, chị Phương á, bây giờ về rồi bây giờ rồi sao bà uống đúng một khăn của anh là bà hết luôn á. Dạ. Nhưng mà bà nói là vẫn còn hốt của anh uống duy trì nữa đó. Dạ. Có bà nói đâu hồi 2-3 tháng trước thì bà cứ rủ em đi nè, nói mà em nó không có đi. Bà có uống nữa rồi bà hốt cho anh em dòng họ của bà nữa. Dạ, tại chị bị nặng quá. Dạ. Bà rồi bà kể cho em rồi em nói. Thôi về ráng đi. Dạ. Có gì mà ai mà có bệnh, nói chung là tất cả các bệnh mà bên xương khớp là đều uống được hết. Dạ thì có ai mà hỏi em thì em chỉ à. Dạ. Thế nhưng mình chỉ nếu mình làm phước anh ơi. Dạ. Dạ. Em hút giùm thì em hạn chế đi đó. Dạ. Thì em chỉ cứ lên tới giờ này để chỉ vậy. Dạ, vậy đó. Cứ em cứ nói lên YouTube xem đó, xem khi nào mình tin tưởng cho, rồi lên. Em có cho số điện thoại rồi em có kêu lên YouTube của kênh anh Khánh Nguyễn á. Dạ. Là anh lên đó rồi anh mà chị mở coi đi rồi chừng nào cảm thấy tin tưởng thì đi chứ anh. Dạ đúng rồi, cho khi nào tin đi rồi lên. Chứ mình cũng đâu có ép gì. Dạ, đâu. Đúng rồi chứ. Thì cái lòng tin của mình nó quan trọng lắm. Đúng rồi, vậy em ít có vụ đó lắm. Tại bà chị này bà không có điều kiện, bà không có chạy xe. À. Rồi em mới hồi gán mình làm phước cho bà. Giống như hồi xưa bà kia bà chỉ mình. Thôi vậy, vậy cũng rồi. Thôi cảm ơn em nha. Dạ, dạ, ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Thấy thương. Nay ngon lành. Ngon lành. Lấy chai nước theo uống em. Thôi được em. Không, chai nước của em uống mà. Em uống đi, cầm dọc đường uống. Dạ, em trai đó đi về đây, ông bà cô bác đây. Đây anh lấy chìa khóa ra nè. Ấy còn cái mic nè anh. Nè ra đi, anh ra liền mà. Anh còn ra anh ấy mà. À, dạ. Đây bỏ chai nước vô. Nè chìa khóa em đây. Rồi. À, cũng thấy thường không ông bà cô bác. Hết bệnh 35 tuổi rồi. Tức là bây giờ đường còn dài lắm mà hết bệnh vậy là mừng rồi đó. Dạ. À, hết bệnh rồi bây giờ cũng làm phước. Làm phước rồi cũng đi giúp cho người chị. Người chị là cũng làm thợ may ông bà cô bác ở khu công nghiệp Tân Hương ở Tiền Giang á. Rồi thôi cảm ơn em nha, chúc em với gia đình lúc nào cũng mạnh khỏe hết, công việc thuận lợi. Rồi thôi bye bye em, chào em. Rồi cảm ơn em. Rồi à, giờ em ở trai đó về Tiền Giang đó ông bà cô bác. Em bà cô bác ơi, quay lại đây thật sự thì rất là hạnh phúc luôn, rất là mừng, thật sự thì Khánh rất là mừng luôn. Mừng được thấy những bà con khỏi bệnh như vậy, niềm hạnh phúc rất là lớn. Thì Khánh sẽ cố gắng hết sức để chính cái đôi tay này Khánh sẽ làm ra thật nhiều thuốc để phục dược cho bà con nữa. Rồi thôi giờ Khánh xin phép là khép chương trình luôn, để vô trong mình mẩy mình còn bụi dưa hầy đồ chưa thay đúng không bà cô bác ơi. Rồi bye bye, hẹn bà cô bác ở những đoạn video clip tiếp theo. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem là ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này, cho bà con uống hết bệnh á thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Dạ, cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì, sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ á ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình.